Cảm ơn em. Tự tin bước lên bục dũng khí nha. Em xin chào chương trình Thiếu Niên Nói. Xin chào quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Ngọc Phương Nhi, là học sinh lớp 12A1 của trường iSchool Long An. Ngày hôm nay, em rất là vui và vinh dự khi được đứng ngay bục dũng khí này để chia sẻ về câu chuyện mà bản thân em đã cố gắng rất là nhiều từ khi mà em bước vào trường iSchool Long An. Đối với thầy cô và các bạn thì trong mắt mọi người thì em là một học sinh khá giỏi của trường. Nhưng mà đó là khi mà em bước vào trường iSchool Long An thôi. Trước đó thì chắc hẳn là mọi người chưa biết là cái sức học của em như thế nào. Bởi vì từ khi mà em học lớp 1 cho đến cấp 2 á, thì cái mức học em thì cũng ở mức khá giỏi. Nhưng mà khi mà em lên lớp 9 thì mọi cái sự mong đợi của ba mẹ là đều dập tắt hết. Bởi vì lúc đó là em không còn muốn học nữa. Và em học tuột đi rất là nhiều. Em không biết vì cái lý do gì, dù là em vẫn cố gắng học rất là nhiều. Em học ở nhà và ở trường, và đặc biệt là em còn đi học thêm ở ngoài giờ. Nhưng mà em vẫn không thể nào tiếp thu được, đặc biệt là môn lý. Ở lớp thì điểm số của em lúc nào cũng là 2-3 điểm á. Nhưng mà đến thi học kỳ á thì tự tin lên nào, ủng hộ bạn nha. Đến khi mà thi học kỳ á thì em không hiểu sao lúc đó là em học bài, em cố gắng rất là nhiều và em đạt được là điểm 9 của môn vật lý, và cô không chấp nhận điểm số đó của em. Tại sao vậy em? Cô nói là đó không phải là thực lực của em. Bởi vì ở lớp á, điểm trong lớp thì tại sao lại 3-4 mà điểm thi lại 9 điểm như vậy, cô không tin. Em cũng giải thích với cô rất là nhiều nhưng mà cô không chấp nhận điều đó, và em cũng không muốn nói gì thêm nữa. May mắn hơn cho em là mẹ em đã chọn cho em ngôi trường iSchool Long An này. Và khi mà em bước chân vào trường iSchool thì mọi sự thay đổi của em bắt đầu từ đây. Vì khi mà vào trường iSchool, em cảm thấy là mình học giỏi hơn, cố gắng nhiều hơn. Vì có sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè luôn bên cạnh và ủng hộ em. Vào năm lớp 11, có một cô dạy vật lý ở trường á, cô đã nghỉ dạy rồi. Cô nói với em là: "Nhi ơi, con đi thi học sinh giỏi vật lý cho cô nha." Em không suy nghĩ hết mà em trả lời ngay là: "Dạ thôi cô, bởi vì con không có khả năng thi cái môn này và con sẽ làm cô thất vọng." Và cô đã khuyên em rất là nhiều. Em đã suy nghĩ trong vòng một tuần và em đã quyết định là sẽ tham gia cuộc thi vì cô. Và em nhớ là em ôn thi được khoảng một tháng thì cô nghỉ. Thì lúc đó là em rất là buồn, bởi vì không ai bên cạnh để giúp đỡ em nữa. Nhưng mà điều may mắn nhất đối với em là có cô Kim Ánh, giáo viên dạy vật lý của trường. Mặc dù là cô nói với em là cô không hề dạy chương trình vật lý lớp 11 và cô cũng chưa từng dạy em. Và em nghĩ là cái bổn phận mà ôn cho mình á không phải là của cô. Nhưng mà lúc đó em thấy cô rất là nhiệt tình, rất là lo lắng cho em. Sau mỗi giờ học á thì cô luôn đợi em ở dưới phòng thực hành. Cô nói là: "Con biết gì về vật lý mà trong cái kỳ thi này con có thể làm được thì con cứ nói với cô." Và cô luôn dò bài, luôn giúp đỡ, luôn động viên em. Em cảm thấy rất là thương cô, bởi vì từ cái sự lo lắng đó của cô mà từ đó em quyết tâm là em phải thi cho bằng được cuộc thi này. Em vẫn tự tin mà đi để đem lại giải thưởng cho cô, và kết quả là em đã làm được và cô rất là vui. Và nhân đây em xin cảm ơn cô vì cô đã luôn quan tâm, giúp đỡ và giúp em đạt được đam mê của mình. Dễ thương quá. Nhưng mà có phải là vì đang xúc động quá không? Bởi vì cô đứng ngay gần đây nè mà gửi lời cảm ơn cho cô mà không dám nhìn thẳng cô. Mình nhìn thẳng cô, mình gửi một lời cảm ơn chân thành nhé.
Tự tin lên nào, hôm nay đã đứng trên bục dũng khí và kể hết được một câu chuyện rất là cảm động rồi ha. Cô ơi, con cảm ơn cô vì cô đã luôn khắc khe với tụi con để mà tụi con cố gắng học thật giỏi. Con biết là cô khó không phải là vì cái gì hết, mà cô muốn tụi con học tốt hơn cho bản thân tụi con thôi. Con thương cô. Dạ cô ơi, cho con hỏi là cô không có dạy chủ nhiệm cũng như là không có dạy môn vật lý cho chị Nhi mà sao cô lại muốn kèm chị để mà đi thi vậy cô? Trước tiên là tôi xin chào chương trình Thiếu Niên Nói. Để trả lời câu hỏi của Mỹ Chi á, đầu tiên á là trách nhiệm của một người giáo viên, và thứ hai là trách nhiệm của một nhóm trưởng giám lý khóa sinh. Khi thấy em Nhi đã bước trên con đường mà đi thi học sinh giỏi với cái cương vị là giáo viên, tôi rất là vui. Theo em biết á, là đã có rất là nhiều bé trên con đường học tập của mình á, đôi lúc vì phân tâm một chút thôi mà bị mất căn bản. Từ mất căn bản mà mất tự tin và trở nên rất là tự ti và lo lắng, và lúc nào đối với chuyện học hành rất rất là áp lực. Mà may mắn một điều là Nhi đã chọn cho mình và đã đến được với một môi trường học tập rất là tốt, và có duyên gặp được cô, và cô đã tạo nên một cái động lực, tạo nên sự tự tin cho Nhi bây giờ, và bây giờ là cũng cuối cấp rồi. Ngoài lời cảm ơn với cô ra thì Nhi có muốn gửi một lời cảm ơn cho ngôi trường là đã tạo nên sự tự tin để tạo nên Nhi một ngày hôm nay, và cả thầy hiệu trưởng nữa, tất cả thầy cô trong trường được không? Dạ được. Dạ, em mình đại diện lớp 12 nha. Em xin được đại diện cho các bạn học sinh khối 12 gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô của trường iSchool Long An. Vì từ khi chúng em bước chân vào ngôi trường đến bây giờ, thầy cô luôn quan tâm, luôn theo sát và luôn động viên chúng em để chúng em cố gắng học tập thật tốt hơn, và thầy cô luôn tạo điều kiện để chúng em có thể phát huy được những cái khả năng của mình. Và một lần nữa em xin cảm ơn ạ. Tuyệt vời. Cảm ơn em ngày hôm nay đã chia sẻ, và chắc là cũng là một lời nói hộ cho tất cả các bạn khối 12. Năm nay các em hãy cố gắng thi thật tốt nha, và không phụ lòng công sức dạy dỗ của thầy cô và ngôi trường mà các em đã có thời gian theo học. Và cô ơi, cũng gửi lời cảm ơn cô rất là nhiều, và cảm ơn Nhi và cô đã chia sẻ câu chuyện của mình.